Xin được chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Nguồn Sống Hỏi Đáp Về Đạo Chúa. Chương trình được thực hiện với sự bảo trợ đặc biệt của Đài Truyền Hình Việt Today và sự linh hướng của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Thư. Và như thường lệ, chúng tôi xin được chào đón Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Thư với chúng ta hôm nay. Chào cha thưa cha. Chào anh Tuấn và kính chào quý vị. Xin cha rất là nhanh cho con được trở lại những câu chuyện ngộ ngộ về Đức Giáo Hoàng mà tuần trước chúng ta còn đang dở dang thưa cha. Tuần này cha sưu tầm thêm được những gì về Đức Giáo Hoàng thưa cha? Thì cũng có cái nào thì nói cái đó. Thật ra là Giáo Hoàng cũng là người, thấy không? Thì trong lịch sử Giáo Hoàng đó, tôi cứ hay nói là Chúa chọn 12 tông đồ mà cái anh hai thì chối thầy, và anh thứ thì bán thầy. Tức là có 12 người và mất 2 người là bao nhiêu phần trăm rồi? Cũng là mười mấy phần trăm rồi. Thế bây giờ trong số gần 300 giáo hoàng đó, thế nào cũng có 1-2 chục, nghe không? Vì lý do này cho kia làm những cái điều nó không được tốt lắm, thí dụ vậy, hoặc không khôn ngoan lắm. Nhưng mà rất tiếc rằng những cái đạm gọi là địch thủ của giáo hội đó, cứ dựa vào một vài cái hành động không được khá, không được gương mẫu của vị này vị kia, rồi lên án như vậy giáo hội công giáo thế nọ, giáo hội công giáo thế kia là không xứng đáng, vân 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 vân. Rồi còn có những vị bỏ đấy, đầu giáo hội mà như vậy thì còn theo đạo làm cái gì. Có một số những cái lầm lỡ hay là những cái yếu đuối của một số giáo hoàng. Nhưng mà tại sao không nghĩ đến những vị thánh giáo hoàng? Biết bao nhiêu vị là làm tốt cho giáo hội và là gương mẫu thánh thiện, tại sao không nghĩ chuyện đó? Hồi xưa có cái cuốn phim gì mà Thornbird á, con chim ẩn mình chết mình đấy, rồi là các nơi rồi ta thích xem cái phim quá, người ta rất là tò mò là vì có một ông Hồng Y gọi là linh mục ở bên Úc, xong rồi sau được triều về làm lớn ở bên Roma, và còn có bồ vân vân và vân vân, thì người ta thích tò mò những chuyện đó lắm. Rồi có những người mang cái đó ra, nó là đạo Chúa trả ra làm sao. Thế tôi chỉ trả lời ngay rằng là đấy cũng giống như là 12 tông đồ cũng có vị đó, thế sao không kể đến hàng trăm vị linh mục, giám mục lành thánh, thánh thiện mà chỉ kể cái mỗi cái ông đó? Thế là bất công quá đâu. Tại vì Chúa dựng nên, lập đến giáo hội, và Chúa nhờ con người thay tiếp tục việc của Chúa, thì đâu có phải ai cũng là thánh đâu. Đã phải thánh, không có cái chuyện là chọn ông nào làm thánh thì cũng chọn người tốt, nhưng mà khi mà đến việc thì chưa chắc, phải không? Thì bây giờ tôi thấy coi mình có vị giáo hoàng. Tôi ví dụ tôi nói đến cái vị kế tiếp đây này. Có một vị mà Chúa ban cho cái tài năng rất đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 12 đó. Lên ngôi có 2 năm thì mắt bị lòa, tức là đui luôn đó, mù luôn đó. Thế mà Chúa giúp thế nào mà rất sáng suốt cai trị tiếp 10 năm mới xin thôi đó. Đấy là tức là cũng chúng ta không thể tưởng tượng là một giáo hoàng mà không dùng được mắt và 10 năm cai trị hội thánh rất là tốt. Đó là những cái dấu chỉ của Chúa giúp đó. Rồi trong lịch sử giáo hội cũng kể đến một vị giáo hoàng đó, là có cái thành tích không là bất hảo đó. Là đã bị tù 1 năm vì đánh lộn. Thế mà không biết là sao về sau đi tu được làm hồng y và bầu giáo hoàng, mà bây giờ vẫn trong sổ đó vậy đó. Tức là Đức Giáo Hoàng Callistus là bị vào tù, và chắc là sau đó ra rồi sống thánh thiện đó. Đấy. Rồi vị nữa, cái vị này thì cũng khá nổi tiếng trong giáo hội là Julius hay là Julio thứ 2 đó. Người ta gọi là vị giáo hoàng hiếu chiến. Ngài hiếu chiến lắm. Hiếu chiến tức là trong cái thế chính trị quân sự của cái thời đó, nó phải thế này phải thế kia để mới không bị các ông vua, ông lãnh chúa bắt nạt vân vân vân, cho nên là phải có một đất đai, phải có binh lính. Cái đó lúc đó mình không thể
là xét đoán bằng cái tiêu chuẩn bây giờ được. Yeah. Vị giáo hoàng này thì thích như là những có những cái gọi là vị lính thụy sĩ đó, yeah. Rồi mua khí giới thứ ngon, rồi là nếu cần phải chiến đấu lại ghê lắm, tức là ngày sẵn sàng ngày lập như một quân đội đó. Rồi yeah. Đặc biệt đó là ngài hô hào rất mạnh là lập những cái đoàn thập tự quân, yeah. Cả đến 10 đợt đó. Nhưng không phải mình ngài, nhưng mà ngài là một trong những cái vị mà hô hào cái vụ đó. Các vua chúa ở bên Âu Châu đó mang quân đi, đầu tiên là chiếm lại chỗ đất thánh, tại vì quân hồi nó đã chiếm để mồ nhà thờ mồ chúa, rồi nó làm hư bậy bạ nọ kia vân vân, đi chiếm nó xong bắt đầu lại đi chiếm cho nọ chiếm kia, rồi quân hồi nó đánh trở lại, bên này lại trả thù trở lại. Cái cuộc mười mấy cuộc thập tự quân đó, yeah. Kéo dài đến 2-3 thế kỷ đó. Cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả, yeah. Mà kết quả đó vẫn là phải rút về, và quân hồi nó vẫn tràn lan, vẫn tràn lan. Thì cái vị giáo hoàng này là bị phê bình ở cái chỗ là hiếu chiến là một, thứ hai đó là ngài không mấy lên án những cái chuyện mà mặc dù quân hồi nó lêu láo đi, yeah. Mình đi mình chém giết nó cũng tàn ác lắm, yeah. Đấy, lịch sử cũng kể tội đối giáo hoàng này như thế, yeah. Nhưng mà vẫn được ở trong sổ giáo hoàng, yeah. Mà cái đặc biệt là đối giáo hoàng này vì chiến tranh cho nên là tạo ngân khố Roma giàu lắm, yeah. Và tức là đối giáo hoàng biết kêu gọi đóng góp, và cái kho báu là rất là nhiều tiền, yeah. Rồi tất cả những cái thuê những vị nọ vị kia, những ông Michelangelo vẽ những cái nhà nguyện Sixtine đó, yeah. Nghĩa là có thể nói là rất là dùng cái chữ tiếng Mỹ là luxury, yeah. Tạo nên cái vương triều vương triều và cái viện bảo tàng, yeah. của Roma rất là giàu có, yeah. Cái vị này, này vừa chiến tranh vừa có nhiều vàng đó, yeah. Là cái vị Julius thứ hai nhá, yeah. Còn cái vị này mới đặc biệt này là biển Đức số 9. Yeah. Ừ. Được bầu giáo hoàng 3 lần đó. Không thể tưởng tượng được. Tức là người ta quý đến độ thế nào đó, hay là vì ảnh hưởng thế nào không biết đấy. Ở trong thế kỷ thứ 11 đó, cái lúc đó đó là có thể nói rằng là mới bắt đầu có cái chuyện gọi là linh mục, giám mục và giáo hoàng là dứt khoát là phải độc thân đó, yeah. Hồi xưa nó cứ lai. Yeah. Thế thì vào đầu thế kỷ thứ 11 đó, không biết là vì cái lý do bị áp lực thế nào đó, ngài từ chức, yeah. Được bầu giáo hoàng xong đó, từ chức để về lập gia đình. Biết lúc đó là bầu là bao nhiêu tuổi không? Có 14 tuổi à? Tức là cái ảnh hưởng chính trị, yeah. Người ta bầu ngài lên 14 tuổi, yeah. Chắc là làm 18-19 tuổi được một vài năm, yeah. Thế cho ví dụ vậy, yeah. Thì thấy không có thích hợp với nghi thức tòa thánh, còn trẻ đó, xin từ chức để lấy vợ, rất là lạ đấy. Thế rồi lần thứ hai đó, không biết là lý do gì hay là vợ chết hay gì không biết, lại được bầu nữa và lại nhường cho cái vị cha linh hướng để xin các ông bầu cho cái vị cha linh hướng làm giáo hoàng, yeah. Đấy, xong được lại được mời được bầu lần thứ ba nữa mới buồn cười chứ. Yeah. Không có hiểu là ngài có cái gì đặc biệt hả? Đặc biệt nổi tiếng thế nào mà cái thời đó là thế kỷ thứ 11 đó, yeah. Tức là có cái chuyện mà có một lúc giáo hội có 3 giáo hoàng gọi là coi như là kình nhau, yeah. Tại vì ba phe bầu lên, yeah. Nhưng mà có cái đặc biệt là cái vị này được bầu 3 lần, yeah. Đó là cái đặc biệt nữa, yeah. Rồi Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 đó nha, yeah. Là tôi nói là cái vị giáo hoàng này là cho phép các em bé 7 tuổi được rước lễ đó, yeah. Và cái giáo hoàng mà khoe với mẹ cái nhẫn đó, yeah. Xong mẹ bảo là nhẫn tao đẹp hơn nhẫn mày đó, đại khái vậy đó, yeah. Thì là Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 này nè chính thức và ký vào cái gọi là cái luật của giáo hội là từ nay không có cho bất cứ vua chúa nào
là ảnh hưởng xía vào cái việc bầu giáo hoàng nữa. Đấy, tức là cũng mới đây đấy, hồi trước là cả mười mấy thế kỷ là các vua chúa cứ tạo ảnh hưởng lắm. Đấy. Rồi vào thế kỷ thứ 6 đó thì có một giáo hoàng là có lẽ có trường hợp duy nhất đó, là bố cũng làm giáo hoàng mà con cũng làm giáo hoàng. Đức giáo hoàng Hormisdas và Đức giáo hoàng Silverius là có lẽ là trường hợp duy nhất. Cả hai bố con cũng làm giáo hoàng. Cũng giống như tổng thống Bush cha con đó. Vâng. Rồi. Còn Đức giáo hoàng mới còn mấy phút nữa không? Dạ chúng ta còn khoảng chừng 4 phút nữa. Và 4 phút nữa. Đức giáo hoàng, Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đó. Mỗi lần mà ngài đi du hành có thể nói là lần đầu tiên và nhiều nhất là đi các nước và đi cái số không gian ngày bay không? Đúng không? Đố ngài biết mỗi lần ngài đi du hành thì có cái chuyện gì lạ đặc biệt? Không biết. Được chưa? Phải mang theo cái mẫu máu của ngài. Ồ, tại ngài bị bệnh gì hả? Tức là frozen đó. Mang đi thể cần để bác sĩ ấy đó. Cái máu của ngài nó hiếm lắm. Nó rất là lạ. Và ngài cứ thì không biết là cái lúc cái lúc ngài bị bắn ở công trường thánh Phêrô đó thì chắc là họ cũng chạy lấy lẻ cái mẫu máu đó ở chỗ nào rồi để đến để tiếp máu cho ngài đó. Đó là ngài là một cái giáo hoàng hết sức là đặc biệt. Rồi một cái chuyện buồn nữa là Đức giáo hoàng vào thế kỷ thứ 9, Đức giáo hoàng Formosus cái tiếng Latin nó có nghĩa là dễ coi. Giống như là Formosa là cái đảo đẹp đó, Đài Loan đó. Formosus thì không biết là ngài sống thế nào, thì có những cái người thù ghét hay là cái phe là trong giáo hội không biết đó. Một năm sau khi chết đó, cái phe mà ghét ngài đó nó làm áp lực để đào mồ ngài lên. Hiểu không? Đào mồ giáo hoàng lên. Rồi xử án với cái xác chết đó. Rồi liệng xác xuống sông Roma đó, sông Tibe đó. Ghê không? Cha, vậy thì trong giáo hội của chúng ta có bao nhiêu vị giáo hoàng được gọi là vị giáo hoàng cả thưa cha? Ồ, và những vị đó là ai? Chắc cả? Chừng 5-6 vị thôi. Cái giáo hoàng Gregio cả là cái vị mà gọi là đặc biệt nhất là gọi là cả đó. Là ngài rất giỏi về phụng vụ, về đủ mọi thứ đó, nhất là thánh nhạc đó. Tức là ngài là cái người không phải là ngài là nhạc sĩ giỏi nhưng mà ngài cổ động cái phong trào nhạc bình ca. Thấy biết không? Bình ca là nhạc của giáo hội suốt từ bao nhiêu thế kỷ đó. Đức giáo hoàng là cả đó. Rồi Đức giáo hoàng về sau có Đức giáo hoàng lo về vấn đề xã hội đó. Thì tức là có chừng độ 4 năm thôi. Dạ, tức là trong vòng trên dưới 300 giáo hoàng chỉ có 4 năm vị là cả. Thì gọi là cả, lý do tại sao gọi là cả? Vì cả đóng là, góp hay là cả vì... là nổi tiếng, là giỏi, là đóng góp nhiều cho giáo hội hay là sao? Bây giờ cái tiếng nôm na gọi là siêu đấy. gọi là Việt Nam có nhiều khi gọi là khủng nữa đó, tức là nó có gì đó đặc biệt quá sức đó. Thì Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II có thể nay mai có thể nay mai có được gọi chưa? Không thì, về sau lịch sử họ đặt thôi chứ còn bây giờ lúc ngang thời thì khó lắm. Tôi quên mấy tên cái vị giáo hoàng rất là nổi tiếng về vấn đề xã hội đó. Như là ngài đưa ra tất cả những cái hướng đi để về sau đó là có những cái nghiệp đoàn cho công nhân rồi cái thứ đó rất là giỏi. Thì trong những cái vị mà được gọi là cả đó thì ngoài cái chuyện đạo đức ra phải có những cái tài đặc biệt nào đó, có một cái công sức gì. Cảm ơn cha, thời gian qua rất là nhanh cho nên chuyện của giáo hoàng có đến 300 hơn 300 vị nói không hết đâu. Tôi kết thúc bằng một vị cuối cùng là chết ở nơi lưu đày chỉ có một giáo hoàng thôi là Đức giáo hoàng Silverius nhé, vào thế kỷ thứ 6. Thì chúng ta đọc chúng ta biết là đại khái giáo hội là có những cái hay có cái dở, có những cái sự đặc biệt đó. Nhưng mà giáo hoàng cũng là con người. Vậy thôi, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức giáo hoàng. Dạ, cảm ơn cha. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Kính chào quý vị, chào cha. Kính chào tất cả quý vị, xin Chúa chúc lành cho tất cả và chào anh Tuấn.